trên phim thì thể hiện hình ảnh bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi, gãy cổ xương đùi phải. Hình ảnh gãy nhưng không chính lệch, thì bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi này thì tuyệt đối không được nắn và kéo, chỉ vuốt nhẹ và vào nẹp rồi bó thuốc cho bệnh nhân, chứ tuyệt đối không được nắn và rút, vì gáy cổ xương đùi của nhân là gáy di không di lệch, nên chỉ việc nhà thuốc chỉ việc bó thuốc và uống thuốc cho bệnh nhân, thì tiên lượng khoảng độ 1 tháng trở xuống là bệnh nhân có thể đi lại được rồi. Kết quả là bệnh nhân này, chụp cộng hưởng từ này, bệnh nhân nguyên phi nong, kết quả là hình ảnh gáy cổ xương đùi phải. Cái này cứ để đây, thế này chú bác ạ. Vâng, ông nằm bất động nữa con. Định vị này. Định vị rồi. Định vị mới đầu bó hơi đau một tí không nhá. Nó mất 1-2 đầu đấy. Này là có ông gầy cổ đùi nhưng mà gầy sát vào ấy nên chỉ vuốt nhẹ là không phải nắn đi máy. Là 5 ngày một miếng, 1 ngày ba đồ, bà mang đổ rượu cho 3 lần cho con nhé. Một ngày. Một ngày vâng. Cứ đổ rượu vào đấy à chú? Đúng rồi. Tưởng đặt vào hình. Đây anh, ông mình lấy cổ đùi này. Lấy cổ xuống đùi mà. Lấy cổ đùi khác mà gây máu chuyển xương cổ đùi khác. Mà gây đầu dưới xương cổ đùi khác. Cổ đùi là khác. Thường lúc nào mình cứ hay dính nước cái cổ này. Vâng đấy, đấy là nước này là do gáy xương này đúng không ạ? Này em dặn ông nhé. Cái này là thì một ngày này. Anh đổ lấy bơm tiêm nhé, tiêm rượu này. Tiêm rượu này cho em nhé, ngày 3 lần sáng trưa chiều nhé. Bắt động em nhé. Thế kia thì thay bỉm ra được chú? Thay bỉm thì bà thay bỉm thì bà lại bỏ này ra ra và cuốn bỉm vẫn bỉm ở ngoài nhé, cuốn bỉm mà 5 ngày thay một miếng cho con. Thì ông bó tầm một độ tháng. Một tháng là ông tháng gần tháng là ông khỏi thôi, nhưng mà bắt đầu ông phải bất động cho con nhé. Bất động cứ làm này thôi. Vâng, cứ làm để bất động. Không được ngồi ăn đây tại chỗ. Đúng rồi. Ăn nghỉ tại tiểu tiện tại chỗ trên giường. Trong vòng
một tuần đầu xong rồi bắt đầu rồi con mới bình phục nhanh được. Vâng cô. Đây là hình ảnh phim của bệnh nhân Nguyễn Phi Long. Nghiên cứu bệnh nhân thì hình ảnh hiện bệnh nhân bị gãy xương cổ đùi với cổ xương đùi, hình ảnh xương gãy nhưng không di lệch. Bệnh nhân bó và đắp thuốc được 21 ngày thì mà tôi xuống kiểm tra và tháo nẹp cho cụ tập đi. Hình ảnh gây cổ xương đùi phải. Vâng, con chào ông ạ. Hôm nay con cho ông tháo cho ông tập đi nhá. Vâng. Con kiểm tra vào trong tập đi. Tháo nẹp. Vâng, con tháo nẹp cho ông ạ. Thằng để là nẹp thì đi làm sao được. Vâng, phải tháo nẹp để tập đi được rồi. Ông năm nay bao tuổi rồi ông? Tôi năm nay là 9 tuổi từ 9. Để vâng. Cho 70. Vâng. Ông ở đây là Hợp Thanh không nhỉ? Hợp Thanh. Hợp Thanh Mỹ Đức không ạ? Vâng. Ông không đầu bỏ có đau không? Hả? Không đầu bỏ có đau có sốt không? Hôm sau phải sốt. Vâng. Về xương cổ đùi này từ đầu là mới đầu là hay đau lên và hơi sốt một tí. Cứ 3,8 độ. Ở trên cao 29. Thì mấy ngày thì ông hết sốt ạ? Sốt 2 ngày. Sốt 2 ngày. Mỗi ngày hà liệu. Con gặp này thì đầu gối này có cứng đau không ạ? Không. Cái cổ chân này có đau không? Cổ chân sao? Đau. Rồi. Con xem thế này không có đau không nhá? Có đau không? Không. Không đau. Vâng. Em mức độ là tốt. Nữa lên cũng đau. Rồi. Nó lập xuống. Cái này cũng đau. Kể ông lúc này khoảng tầm 30 tuổi phát triển cũng phải nhanh. Vâng, vâng. Vâng, ông ơi, ông ngồi đây để cho con. Thì con cho tập đi và con hướng dẫn ở cách ngâm thuốc cho ông luôn nhá. Thì các bác mấy anh để ý thì sẽ biết được cách ngâm thuốc mà về sau cái chân của ông thì sẽ đỡ đau hơn. Thì ông ấy nha. Cái chân này cái mắt cá nó đau. Đau vâng. Cái chân kia là rồi. Chân này cũng mắt ông cá đau. Ông đi ăn kia, ông đi ăn kia. Đừng lấy nặng không? Không ạ, con đưa ra được. Nặng để ông tự nhiên ông đi rồi. Ông hạn chế rượu bia cho con nhá. Đâu. Rồi ông đi vòng nữa đi. Ông đi thế nó đau từ chỗ ông có đi có đau nè không đau đủ vâng thế tốt bên này là không đau bên đau là tỉnh như ngày trước không vâng thôi không quên là thoải mái như trước có thoải mái không thoải mái nhưng mà có cái là ăn khá đau không bước được không mặt cả gần ngày trước thì là khỏi hoàn toàn này chỉ đau hai mặt cả bây giờ nhá con bà lên con dặn luôn này nhá thì hàng ngày nhá thì bà hàng ngày thì bà cho đun nước muối ấm này lấy lá nốt này ngải cứu sinh trong tần nhá đun 4 ngày lên xong là đun sủi ngải cứu khúc tần cái gì ngải cứu xương trong khúc tần lá nốt nhá xong là ngâm chân vào cổ chân của ông này không phải cứng nhá phải cứng cơ đó bây giờ là không phải bó nẹp à không phải bó nẹp nữa hỏi cứng cơ đấy là mềm gân cơ khí huyết này vì tuổi ông là cao rồi khí huyết thông kém thì ngâm người mấy thì giá cho lưu thông khí huyết đấy cho nó hoạt huyết thông mạch thì ông sẽ đi được bình thường như ngày xưa và như ngày ông chưa bị gãy ấy thì bây giờ là mức độ của ông là tốt đấy nhưng mà ông phải hạn chế rượu bia cho con nhé đấy, lúc nào có tập đi lại thì phải có người dìu đằng sau hay là đi nặng đấy thì nó sẽ an toàn hơn nhé cả bên này cái chân này là nó nằm lâu nó xuống máu nhé thường máu nó thế thôi nhưng mà khi ngâm chân này thì chân này ngâm không ngâm được cả hai chân là tốt rồi cái chân này này nằm đâu mà xuống máu thì nó chân là sưng hơn bên gáy vì nó xuống máu mà đấy cái đây là cái tiền sử là thuốc xương khớp thì uống vào là nó sẽ công thuốc là sinh ra thế này ông ngâm một thời gian hết hết cái sưng này
Thế là bây giờ là nghỉ cái bón nhẹ nữa. Không phải bón nhẹ rồi. Nhá, ông phải tập luyện cho con này này. Đấy, tập luyện đưa chân ông đưa chân này. Đấy. Giờ là chỉ có là vâng. Thuốc này thì mình uống vâng. Đá thôi. Và ông đưa chân ạ. Trên ngày thì rồi. Vẫn thế là tốt rồi. Nếu như là không phải nẹp nữa thì mình quay ngang quay ngửa được không? Nằm dở mình vẫn được. Dở mình vẫn được. Vâng vâng. Thì con bón từ hôm giờ ông cứ nằm im mà. Nằm yên đau người quá cứ vâng. Phải bón. Vâng, con bón này ông thế này là con bón cho ông thế này là tốt rồi. Nhưng đi tập đi lại ấy, thì phải có người dìu nhé. Đấy, như thế đi vệ sinh đi lại tiện có người dìu không được chủ quan được. Vâng vâng. Chào ông nhé.